Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, đón dâu là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn, vì thế xem ngày đón dâu cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Thông thường ngày đón dâu hay được chọn cùng với ngày cưới, tuy nhiên vẫn có trường hợp phải chọn ngày đón dâu riêng. Trước khi bước vào ngày vô quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày đón dâu theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc, ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày đón dâu tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ đón dâu trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác đón dâu được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra ngày tốt đón dâu, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc đón dâu trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi và lục mã quý nhân ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày đón dâu phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ đón dâu bao gồm những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tử cùng, ngũ ly, bát chuyên, ngũ mộ. 2. Ngày hợp đón dâu, thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 1 âm lịch là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, ngày 18 Đinh Dậu, ngày 22 Tân Sửu và cuối cùng là ngày 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày dần, bao gồm 11 canh dần và 23 nhâm dần. 6. Ngày dương công kỵ là ngày 13 nhâm thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Ngày trực yến là ngày dần, bao gồm 11 canh dần và 23 nhâm dần. 8. Ngày trực phá là những ngày thân, gồm mùng 5 giáp thân, 17 bính thân và 29 mậu thân. 9. Ngày trực bình là những ngày tỵ, gồm mùng 2 tân tỵ, 14 quý tỵ và 26 ất tỵ.
10. Ngày trực thâu là ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 11. Ngày trực bế là những ngày mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 12. Ngày trực mãn là ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn. 13. Ngày kiếp sát là những ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 14. Ngày tai sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 15. Ngày nguyệt sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 16. Ngày nguyệt hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 17. Ngày nguyệt hại là ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 18. Ngày nguyệt yểm là những ngày Tuất, gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 19. Ngày thiên sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 6 Ất Dậu và 18 Đinh Dậu. 20. Ngày đại thời là ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 21. Ngày tứ kỵ, tháng 1 không có ngày này. 22. Ngày tránh tứ phế, không có ngày này. 23. Ngày tứ cùng là ngày Ất Hợi, tháng 1 không có ngày này. 24. Ngày bát chuyên, ngày 28 Đinh Mùi. 26. Ngày ngũ mộ là ngày 16 Ất Mùi. 27. Nguyệt đối là các ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn. 28. Ngày hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. Đó là 28 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc đón dâu được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 29. Ngày thiên nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 30. Ngày thiên đức là ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày trực thâu, ngày kiếp sát. Ngày 18 Đinh Dậu phạm tam nương nên ta không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi tuy là ngày bát chuyên nhưng có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn để đón dâu được. 31. Ngày thiên đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 13 Nhâm Thìn, phạm tam nương. 23. Nhâm Dần là ngày nguyệt kỵ nên không chọn ngày này. 32. Ngày nguyệt đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17. Bính Thân là ngày trực phá, không nên dùng. 27. Bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 32. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng. 12. Tân Mão là ngày thiên sứ nhưng có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn ngày này đón dâu. Ngày 22 Tân Sửu là ngày nguyệt sát, tốt nhất không nên dùng. 34. Ngày thiên xá là ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023 không có ngày này. 35. Ngày tam hợp là các ngày Ngọ, Tuất, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày tam nương nên ta không chọn. Ngày 15 Giáp Ngọ là ngày tốt, ngày Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 36. Ngày thiên hỷ là ngày Tuất trùng với ngày thụ tử, làm việc gì cũng xấu. 37. Ngày bất tương bao gồm 12 Tân Mão là ngày tốt đã xét ở trên, mùng 9 Mậu Tý trùng sát chủ nên không dùng được. 11. Canh Dần là ngày vãng vong, tuyệt đối không nên dùng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 37 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra những ngày tốt đón dâu trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc đón dâu, sau đây là bảng tổng hợp những ngày đón dâu trong tháng 1 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với ngày tốt này. 1. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. 2. Ngày 12 Tân Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. 3. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Đó là 3 ngày cát lành đón dâu trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.